Lời kinh trong lòng bàn tay 31. Gặp được người thiện, được đi chung với họ một đoạn luôn là điều rất quý. Thấy lòng can đảm hơn khi đi ngang qua sự bình thản của họ. Nghe tâm bất động khi tránh xa được những điều thường thấy ở những kẻ nông nổi bình thường. Ai cũng có những con đường, bỗng một ngày thấy ngại đi ngang qua đó, sợ tâm mình lại động. Và có con đường đi đâu về, phải ngang qua đó mới chịu, để nghe lòng bình yên. Đi qua cuộc đời này không phải chỉ là việc của đôi chân, vì nếu chỉ là việc của đôi chân thì con đường nào cũng như nhau, đi cạnh ai cũng giống nhau. Có những bão giông va vào nhau rồi lớn lên, có những bình yên nương vào nhau để tồn tại. Ai cũng chất chứa trong lòng thật nhiều hạt giống bình yên và bão giông, chờ ngoại cảnh gọi đúng tên mà đứng dậy, như những hạt cỏ dại chờ mưa về rồi nảy mầm. Ai cũng phải đi qua rất nhiều người, có thể họ sẽ quên mình và mình cũng sẽ quên họ. Nhưng không sao, ta chỉ đừng quên mất mình là ai. Lời kinh trong lòng bàn tay số 32. Đọc cả nghìn câu vô nghĩa, nghe cả nghìn câu vô nghĩa, chẳng bằng đọc được một câu, nghe được một câu mà lòng bình yên, và cuộc đời từ đó đổi thay mãi. Giữa muôn nghìn lời tổn thương, có một lời nói đủ sức dựng lại niềm tin đã đổ vỡ từ rất lâu trong lòng là có thật. Có những lời nói như ngọn nến, bé nhỏ thôi, nhưng cũng đủ mang ánh sáng và hơi ấm, lấp đầy trái tim đã bị tổn thương và hoang lạnh từ rất lâu. Rồi ai cũng có cho mình một câu nói ấm như ngọn nến, rất cẩn thận trong lòng như báu vật, mang theo đến cả đời. Những lúc bất an lại đem ra, ngắm nhìn, mỉm cười, rồi bình yên. Giữa cuộc sống đông đúc này, đâu đó vẫn có những con người bình thản và vững chãi như cây đứng trên vách núi đá, để níu vào không bị rơi xuống vực sâu lòng người đầy toan tính. Cũng là con người, cũng là lòng người, cũng là lời nói, nhưng đôi khi là điểm tựa, nhiều khi lại là vực sâu.